Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự hạt nhân. Theo đó, các khoa mục tập trận chính bao gồm huấn luyện thực hành về công tác chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại quân khu miền Nam. Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có sự tham gia của tên lửa Iskander và Kinzhan trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận. Cuộc tập trận nhằm đáp trả các tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa từ một số quốc gia gần đây nhằm vào Ga. Đáng chú ý, Belarus, quốc gia đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải Gaza, trong bối cảnh tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng lãnh thổ này của người Palestine từ Ai Cập đã bị cắt đứt. Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo nếu không có thêm viện trợ vào giải Gaza, WHO sẽ không thể duy trì hỗ trợ các bệnh viện và cứu sống người dân. Vào thời điểm này, người dân ở giải Gaza đang phải đối mặt với nạn đói. Chúng tôi kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho hàng viện trợ đi qua. Tình hình ở giải Gaza đã vượt quá giới hạn thảm họa. Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo một lộ trình mới đã được thiết lập nhằm vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza sau khi một số xe tải chở hàng gặp trở ngại do đám đông vây quanh, làm gián đoạn tiến độ viện trợ trong 3 ngày liên tiếp. Hiện hàng cứu trợ đang được chuyển từ một cầu cảng nổi do Mỹ xây dựng tới các kho hàng ở Gaza. Hôm qua, hàng trăm nghìn người dân Iran đã tham dự các nghi lễ tưởng niệm của Tổng thống Ebrahim Raisi, người vừa tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19 tháng 5. Trong khi đó, Cuba hôm qua cũng tuyên bố quốc tang tưởng niệm tổng thống Iran. Tại thành phố Com, một đám rước linh cửu cố tổng thống Ebrahim Raisi đã diễn ra. Đông đảo người dân Iran đã tham gia đám rước tại thành phố thiên của Hồi giáo dòng CIA GI này, mang theo hoa và ảnh của ông Raisi, cùng với xe tang chở thi thể những người tử nạn đi qua. Từ Com, thi hài cố tổng thống Raisi đã được đưa đến Đại Thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran trước khi chuyển về quê nhà của ông ở thành phố Mashhad, miền đông Iran, để chôn cất vào ngày 23 tháng 5. Tối cùng ngày, đông đảo người dân Iran cũng đã tập trung tại Đại Thánh đường Mosala để cầu nguyện cho cố tổng thống Raisi cùng những người xấu số đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng mới đây. Lãnh đạo tối cao của Iran, Antola Khamenei chủ trì lễ tang chính thức. Các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thông báo sẽ cử đại diện tham dự tang lễ. Các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự của đảo quốc Caribe sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ chính trị gia Iran sau khi Iran ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 6, giới phân tích nhận định kinh tế sẽ là vấn đề thu hút sự quan tâm của cử tri nước này trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhà phân tích chính trị Iran Fosf Izadi đánh giá cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới sẽ chứng kiến số lượng cử tri tham gia đông đảo và các ứng cử viên sẽ tập trung vào những giải pháp kinh tế trong chiến dịch tranh cử trong bối cảnh Iran vẫn đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, ông Izadi cũng đề cập tới những thành tựu mà Iran đã đạt được dưới thời cố tổng thống Ibrahim Raisi, trong đó có việc phát triển chính sách đối ngoại cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống Iran lần thứ 14 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới. Hội đồng giám hộ Iran, cơ quan có trách nhiệm thẩm định tư cách ứng cử viên, sẽ nhận các đơn đăng ký của các ứng cử viên tranh cử tổng thống từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Ngày 21 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức đã thông qua tuyên bố về việc thúc đẩy AI an toàn, sáng tạo và toàn diện để giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Với tên gọi Tuyên bố Seoul, văn bản này được thông qua trong phiên họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh AI Seoul do tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và thủ tướng Anh Rishi Sunak đồng chủ trì. Tuyên bố nhấn mạnh các bên nhận thức tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các khuôn khổ quản trị AI theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để tối đa hóa lợi ích và giải quyết nhiều rủi ro từ AI nhằm đảm bảo thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Phiên họp của các nhà lãnh đạo có sự tham dự của lãnh đạo các nước G7, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, cũng như Singapore và Australia, cùng với đại diện từ Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Liên minh châu Âu. Cuộc họp cũng quy tụ các lãnh đạo ngành công nghệ cũng như đại diện từ các công ty toàn cầu. Trong thời đại kỹ thuật số, sáng tạo nội dung trở thành một xu hướng nghề nghiệp mới. Tuy nhiên không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng đủ kiên nhẫn để gây dựng kênh bằng kiến thức hữu ích. Thay vào đó, một số bộ phận đã đốt cháy giai đoạn bằng những nội dung không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng. Vài năm trước đây, trào lưu In My Feeling đã từng lan truyền với tốc độ chóng mặt, Người thực hiện sẽ lái xe ô tô, rồi rời ghế lái, bước xuống đường, nhún nhảy bên cửa xe, trong khi chiếc xe vẫn đang tiến về phía trước. Trào lưu ban đầu có vẻ rất thú vị, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bị vấp ngã, trẹo chân, té sắp mặt giữa đường, đâm đầu vào chướng ngại vật hoặc gây nguy hiểm cho người cùng lưu thông trên đường. Một trong những nạn nhân không may mắn của trào lưu này là cô gái trẻ tại Iowa, Mỹ. Em chỉ nhớ mình đã mở cánh cửa xe và nhảy xuống. Thời điểm bị tai nạn, cô gái này mới 18 tuổi, di chứng để lại rất nặng nề. Đến giờ việc đi lại của cô vẫn gặp khó khăn. Em cứ nghĩ là quay cho vui thôi, vì nhìn nó rất dễ dàng, nhưng thật ra nó vô cùng nguy hiểm. Các nhân vật tạo ra và hưởng ứng trào lưu thường là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, do đó nhiều trào lưu không phù hợp lại được lan truyền một cách khó kiểm soát. Ai cũng muốn trở nên thu hút trên mạng xã hội và thế là họ tham gia vào các trào lưu mà không bận tâm về nguy hiểm tiềm tàng. Các chuyên gia y tế cho rằng, những người dùng có xu hướng tìm kiếm sự nổi tiếng dần trở nên nghiện cảm giác hưng phấn khi nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thuật toán đề xuất của các nền tảng trực tuyến. Người dùng cảm thấy hưng phấn khi các bài đăng của họ được lan truyền. Một khi những người sáng tạo nội dung được trải nghiệm cảm giác của sự nổi tiếng trực tuyến, họ sẽ không thể dừng lại một thực tế đáng buồn là những nội dung không phù hợp lại được lan truyền một cách chóng mặt, sự tranh luận của cộng đồng mạng vô hình trung tiếp tay cho các video này tiếp cận đến nhiều người dùng khác. Một trong những vấn đề lớn đối với thuật toán của các nền tảng như TikTok chính là rất khó để nhận biết khi nào quá trình kiểm duyệt diễn ra, mọi người tương tác và nội dung trên ứng dụng này cứ thế được đẩy lên thành xu hướng. Các chuyên gia cho rằng những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội, không phân biệt độ tuổi, trong bối cảnh thói câu view, sóng ảo ngày càng phổ biến và việc quay lại video, chụp hình ảnh để đăng lên mạng quá dễ dàng. Trừ khi các ứng dụng trở nên chủ động hơn trong việc cấm hoàn toàn các xu hướng nguy hiểm, những người trẻ tuổi tiếp tục thực hiện những nội dung nguy hiểm với hy vọng có được nhiều lượt xem và người theo dõi mà xã hội giống như một con dao hai lưỡi, vì vậy mỗi người dùng cần tỉnh táo để phân biệt đúng sai, tuân thủ quy định để mang đến những nội dung sáng tạo phù hợp. Việc bài trừ những nội dung độc hại luôn cần thời gian cũng như sự đồng lòng từ cả nhà phát hành và người dùng của nền tảng. Liên quan tới sự cố máy bay gặp nhiễu động không khí khiến một người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương của hãng hàng không Singapore Airlines, tối qua Singapore cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tuyên bố của Bộ Giao thông Singapore cho biết, Cục Điều tra An toàn Giao thông đang liên lạc với các đối tác Thái Lan và sẽ cử nhân viên điều tra tới Bangkok. Chiếc máy bay Boeing 777-300R nói trên khởi hành từ London, Anh đến Singapore. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Sau khi hạ độ cao đột ngột hơn 1.800m chỉ trong vòng 5 phút, khiến nhiều người bị thương ở đầu. Giới chức sân bay cho biết một người thiệt mạng là công dân Anh, 73 tuổi, có thể do đau tim. Có tổng cộng 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Vụ việc xảy ra khi máy bay còn cách điểm đến khoảng 3 giờ bay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt.